Tuần sau về Mỹ rồi, ở về châu Âu rồi, tuần sau về châu Âu. Ok, sáng nay chúng ta học một bài kinh mà chúng tôi rất là tâm đắc, nhưng mà để giảng thì cứ ngại ngại mấy bà con, đối với bà con đại chúng thì bài kinh này hơi khô, hơi khó kệ đó. Tuy nhiên ha, tức là vua duyên sự bài kinh này đó là vua Basenadi, một ngày kia trong một cái chuyến công du đi ngang qua một cái địa phương hẻo lánh, nằm giữa Sabathi và Saketa, thì trong kinh nói đó là vua, những vị vua Phật tử đó, những vị vua Phật tử đó tuy bận nhiều cái công vụ, nhưng mà những khi mà đi đến một cái địa phương nào đó thì dầu người đó là vua Asathe hay là vua Pasenadi Patinak á, thì các vị thường có cái thói quen là tìm đến gặp gỡ, đảnh lễ, vấn an và nghe pháp. Đây là một cái chi tiết rất là quan trọng, rất là quan trọng. Trong khi mình Phật tử thời nay đó thì cái chuyện này nó chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình coi kinh mình thấy đó, vua Asatthế hay là vua Bát Tư Nặc hoặc là ông cấp cổ độc, những cư sĩ lớn khi mình đến một địa phương nào đó, chuyện đầu tiên là họ tìm đến, nếu có Đức Phật thì khỏi nói rồi, còn nếu không họ cũng tìm đến những cái vị tôn túc trưởng lão để họ học học hỏi. Và nếu không có gặp được Thế Tôn và các vị cao đồ tinh văn thì họ cũng tìm đến những vị tu sĩ ngoài đạo để họ lắng nghe, để họ trao đổi. Đó là cái điểm đặc biệt, tôi nói là cái chi tiết mà quan trọng là bởi vì cái thói quen của những người trí là như vậy đó, thói quen họ luôn luôn họ tìm cái cơ hội để họ học hỏi. Đấy, bởi đừng có ngạc nhiên là tại sao có những người trên đời này đó sinh ra có cái trí tuệ, có người thì cứ ù lì cả đời đó, bởi vì cái thói quen học hỏi nó cũng cho mình cái khả năng trí tuệ đời này kiếp khác. Thì cái lần này đó là vua Vasenadi đi đến cái địa phương Torana và hỏi người hầu là nếu vua muốn tìm đến tham vấn một vị tu sĩ thì đó sẽ là ai, thì các vị cẩn thận đi rảo một vòng thì về báo cho biết rằng ở đây có một vị thánh ni là bà Khema, đệ nhất trí tuệ bên ni của Thế Tôn, thì vua có thể đến học đạo. Đó là cái duyên sự của kinh. Còn bây giờ qua nội dung của kinh, các vị nào mà thường xuyên đọc kinh Tạng ấy, thì các vị sẽ thấy có thấy cái một số cái định đề triết học được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, phải nói là vô số lần đến xuể. Đó là những định đề triết học mà được nhắc tới nhắc lui giữa những người tìm đạo thời xưa, thời Đức Phật ấy, tức là chúng sinh còn hay là mất sau khi chết đi. Mà ở trong cái cụm mà định đề đó thì cái chữ chúng sinh được dùng mà tiếng Pali là chữ Tathagata, mà người học Pali đó thì cứ thấy Tathagata là một cái dịch là Như Lai, nhưng mà thực ra đó thì cái chữ Tathagata nó có hai nghĩa, nghĩa một là chỉ cho chư Phật, mà nghĩa hai là chỉ cho chúng sinh. Chữ Tathagata trong trường hợp này nó có cái nghĩa đen như thế này, là cái người mà đã đến đây theo cái lối mòn muôn thuở thì gọi là Tathagata. Cái nghĩa một ấy, người đến đây theo cái lối mòn muôn thuở nghĩa là chư Phật quá khứ đã đến cuộc đời này bằng con đường nào rồi ra đi như thế nào, thì Thế Tôn hiện tại cũng vậy, cũng đến bằng cái con đường đó, cũng tu hành nhiều kiếp, cuối cùng chứng thành Phật quả, rồi cũng đến một lúc xuôi tay nhắm mắt ra đi, viên tịch niết bàn, không còn sanh tử. Đấy. Đó là nghĩa một của chữ Tathagata. Nghĩa hai, cái chữ Tathagata nghĩa là chúng sinh, cũng có nghĩa là những người đến đây bằng lối mòn muôn thuở, có nghĩa là nói theo A Di Đà rốt ráo thì họ cũng bằng những cái điều kiện luân hồi như là tà kiến, vô minh, tham ái,
mà có mặt ở đây, rồi cứ vậy mà xui ta nhắm mắt đi về một cảnh giới khác, cũng bằng cái lực đẩy của tà kiến, của vô minh và của tham ái, như là trong một cái bài kinh mà tôi đã giảng rất là nhiều lần, đã nhắc đến rất là nhiều lần. Thế là có cái lần đó Đức Thế Tôn người đi bác bên bờ ruộng ấy, có cái ông nông phu, mấy ngày nay ông đã thấy rồi, ông đã thấy người đi bác. Bữa nay ông khó chịu lắm, ông lên ông mới nói là ngài còn khỏe mạnh, sức vóc ngon lành mà cứ đi sinh hoài như vậy hay sao, tại sao không làm gì để mà có ăn mà tại sao phải đi sinh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng là đây là lần cuối cùng ta, đây là kiếp sống cuối cùng của ta. Bây giờ ông xài cái chữ bú nắp bú năng á, tức là again and again, cứ đi sinh hoài vậy đó. Thì ngài nói không, ta chỉ sinh có một lần này nữa thôi. Chỉ có những người như ngươi đó, nếu mà không có tu hành giải thoát thì mới là bú nắp bú năng, mới là again and again. À, rồi ngài mới đọc một bài kệ. À, đời này sang đời khác, kẻ ngu phải luân hồi. Đời này sang đời khác, bậc trí nhập niết bàn. Đời này sang đời khác, phàm phu phải sanh tử. Đời này sang đời khác, người thiện được sanh thiên. À, thì nghe cái bài kể rất nghe thì rất là bình thường, nhưng mà nội dung rất là sâu. Cái là luân hồi nó là một cái cuộc lặp đi lặp lại, nó là một sự lặp đi lặp lại thôi chứ không có gì hết. Thì chỉ tách thai cái tại trong cái nghĩa hai này nè, ám chỉ cho chúng sinh, cũng nghĩa là họ vẫn theo cái lối mòn muôn thuở mà họ đến đây, cũng bằng cái niềm đam mê trong sắc thinh khí vị xúc mà lui tới ở trong cõi dục, cũng bằng cái niềm đam mê ở trong các cái tầng thiền sắc và vô sắc mà họ lui tới trong các cõi phạm thiên. Rồi thì sao? Mãn thọ trên đó rồi thì cũng lọt trở về với cái cõi thấp nhất. Nhớ cái đó. Và cứ như vậy cái vòng xoay này á, là nó diễn ra trong vô số kiếp luân hồi, nó nhiều đến mức mà Đức Phật từng dạy rằng cái sữa mẹ mà mình bú trong vòng luân hồi đó của mỗi người đó, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Máu và lệ mà mình đổ ra trong vòng luân hồi đó, của mỗi người đó, nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Nó nhiều như vậy, dòng luân hồi nó dài như vậy đó. Thì chính vì lẽ này mà chúng ta các ta còn có một cái nghĩa nữa, đó là áp chỉ cho tất cả chúng sinh. Nhớ nha, cho tất cả chúng sinh. Thì cái câu hỏi của vua Basenadi hỏi bà Khê Ma đó, nó mang hai nghĩa, là chúng sinh chết rồi sẽ đi về đâu, và ngay cả Thế Tôn khi tịch rồi sẽ đi về đâu. Ông rất là muốn biết, rất là muốn biết chuyện đó. Thì bà đã trả lời thế này, nghe cho kỹ chỗ này nha. Cứ khư khư cái ý niệm, cứ khư khư cái ý niệm cho rằng có ai đó, chứ ai đó này gạch dưới nha, có ai đó tồn tại trong cuộc đời này đó, thì mình mới có cái thắc mắc là chúng sinh chết rồi đi về đâu, và Thế Tôn viên tịch rồi đi về đâu. Trong khi đó nếu lìa được ý niệm đó mà hiểu rằng mỗi cá thể chúng sinh, cái gọi là chúng sinh ấy, chỉ là sự cộng hưởng, sự ghép nối, sự lắp ráp của vô số thành tố, và cái khối tổng hợp ấy do các duyên tác động mà có. Giống như một chiếc xe, nó có rất là nhiều món linh kiện phụ tùng rời rạc nhau, và chỉ được lắp ráp một cách đúng mức, hợp lý, thì chúng ta có một chiếc xe để mà chạy, và mình gọi cái khối tổng hợp đó là chiếc xe. Chứ thật ra không hề có một chiếc xe trong cái đống phụ tùng, và ở trong đống phụ tùng cũng không hề có chiếc xe nha. Tại vì nó từng món mà, bù lon con tán thì xe nằm ở đâu. Nhưng mà khi ráp lại thì nó ra cái gọi là chiếc xe. Ở đây cũng vậy, nghe rồi ghi nha. Cái bà Tỳ Khưu Ni thánh gọi là thánh A-la-hán đấy, bà đã từng nói cái chuyện đó. Bà tên là Vajira. Vajira tức là kim cương. Vajira chỉ trí là chỉ tre. Vajira, bà cũng đã từng nói rằng giống như một chiếc xe ngựa đó, được lắp ráp bởi các cái phụ kiện để làm nên cái thùng xe, chiếc xe. Cái gọi là chúng sinh nó được lắp ráp bởi các cái phụ kiện gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gồm có thiện ác, buồn vui, nhân quả, gồm có niềm vui, nỗi buồn, máu và lệ. Đó. Thì tất cả những cái đó nó cộng lại thành ra cái gọi là chúng sinh, nhớ nha. Thì cho nên để giải tỏa cái nghi hoàng nan đó, cái thắc mắc đó, thì cái chuyện đầu tiên bà Khê Ma mà nói thế này,
khi còn khư khư trong đầu một cái ý niệm, một cái vọng niệm, một cái vọng chấp, một cái giả niệm về một cá thể nào đó, thì mình mới có thắc mắc. Chứ còn khi mà mình biết rằng tất cả chỉ là hình xương bóng khối thì mình không ai thắc mắc, không ai quẩn, không ai rẫm mà đi thắc mắc về cái thân phận của một làn khói, của một làn khói, bởi vì nó chỉ là khói thôi. Nhưng mà khi mình thấy nó là quan trọng mình mới bận tâm nha. Cho nên ở đây cái chữ tát tha ca tá dầu hiểu theo cái nghĩa là thế tôn hay là hiểu theo cái nghĩa là chúng sinh thì cần phải được hiểu thêm là ngày nào mà mình còn coi Thế Tôn là một cá thể, một cá thể có một cái gì đó được gọi là Phật á, thì không được. Vậy cho nên là ở đây chúng ta phải nói rằng là the Buddha is made of non-Buddha material, tức là Đức Phật được cấu tạo bởi những cái thành tố không phải Phật. Tôi dịch gọn lại, cái gọi là Phật được cấu tạo bởi những thành tố phi Phật. Cái được gọi là chúng sinh được cấu tạo bởi những thành tố phi chúng sinh. Bởi vì trẻ nhỏ ra thì không có một cái gì được gọi là nam phụ lão ấu, ông già trẻ con, trí thức ăn mày, thất học du đảng, không có. Nhưng mà cộng hưởng là các thành tố tâm sinh lý. Chúng ta có ra những cái hình ảnh giả niệm, đó là có vua, có dân, có nghèo, có giàu, có đẹp, có xấu, có nam, nữ, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen. Đấy, nhớ nha. Thì ở đây đó là cái bài kinh này rất là sâu và rất là trụ tượng. Tôi nhắc lại, cho dù hôm nay các vị có dốt bằng trời đi nữa, vào chùa chỉ có biết làm phước cầu phúc lộc, thì tôi cũng phải nói rằng dầu các vị vào chùa với tư cách một người cầu phước lộc, hay là vào chùa với tư cách một học giả nghiên cứu kinh điển, hay là với tư cách một hành giả tu tập tuệ quán, thì mai này khi đủ duyên chứng thánh thì bắt buộc mọi người phải đi vào cái cửa giải thoát bằng một lối giống nhau, đó là nhận thức được rằng cái gọi là thân tâm này nó chỉ là một cái khối tổng hợp được ráp nối bởi vô số thành tố và được tác động bởi chư duyên, bởi các điều kiện. Nhớ nha, tất cả chúng ta hôm nay, kể cả những người hôm nay mà vào chùa lần chuỗi mặc áo lam, chỉ biết tụng kinh A Di Đà cầu vãng sanh, gặp nạn chỉ biết cầu Quán Âm, chỉ biết ăn chay, ngoài ra không biết giáo lý gì hết, hay là những người Phật tử uyên thâm kinh điển, hay là những hành giả miên mật tinh tấn, những người nuôi cái đại nguyện chánh đẳng chánh giác trở thành một vị Phật tổ, những người nhút nhát hơn tí chỉ mong trở thành một vị duyên giác bích chi Phật, hay là nhát hơn tí nữa là chỉ trở thành một thinh văn thôi, thì tất cả những người này cuối cùng cũng chỉ cũng phải đi chung một con đường giải thoát, đó là sự nhận thức về cái tính phù du, cái tính lắp ráp và cái tính do duyên. Nhớ nha, phù du lắp ráp do duyên của thân và tâm này, của vũ trụ này, của vô lượng vũ trụ, của vô lượng chúng sinh, thì phải nhận thức như vậy đó thì mới chấm dứt được phiền não nữa mà không còn sinh tử nữa. Tôi nhắc lại nha, tất cả chỉ có con đường đó thôi, chỉ có con đường đó. Mặc dù hôm nay các vị có tu kiểu gì đi nữa, nhưng có một điều là tùy kiểu tu của mình mà trước khi có được cái nhận thức đó mình như thế nào. Có người mang thân nam, có người mang thân nữ, có người giàu, có người nghèo, có người bệnh, có người khỏe, có người chậm, có người nhanh. Người đó đại khái như vậy. Nhưng mà bảo đảm 1000% là muốn chấm dứt sinh tử chỉ có một con đường nhận thức được. Mọi thứ là phù du, có rồi mất. Mọi thứ là lắp ráp, có nghĩa là không có gì là một. Mọi thứ do duyên, có nghĩa là không có gì mà ngẫu nhiên. Nhưng mà có cũng không phải do một cái đấng chí tôn nào tạo ra, mà tất cả là do duyên. Như vậy là đây là ba cái đặc điểm của cái gọi là pháp hành, pháp hữu vi đó. Một là mọi thứ đều phù du, có là mất. Thứ hai, mọi thứ đều là đồ lắp ráp, không có gì là một. Thứ ba, mọi thứ là do duyên mà có. Phải hiểu như vậy mới chứng thánh. Bởi vì khi hiểu như vậy thì không còn tham chấp, thích thú, đam mê cái gì hết. Không còn thích thú đam mê trong ba thứ, không còn thích thú đam mê trong sự hiện hữu, không còn thiết tha trong cái sự sở hữu, không còn thiết tha trong cái sự hưởng thụ. Nhớ nha, khi mà hiểu được ba cái kia sẽ không còn ba cái này.
Không còn thích hiện hữu, không còn thích sở hữu, không còn thích hưởng thụ. Mà hãy người nào mà còn bị kẹt trong ba cái này nè, hãy còn có cái thích thì còn có cái ghét. Đây, nhớ nha, hãy còn có cái thích thì còn có cái ghét. Ghét cái gì? Ghét cái ngược lại cái mình thích. Mà hãy còn có cái ghét thì đương nhiên là còn cái mình thích. Mà hãy còn có cái thích thì còn có cái ghét. Mà thích và ghét đó làm nên cái gọi là sướng và khổ trong cuộc đời này nha. Sướng là vì có được cái mình thích, và khổ là vì phải chịu đựng cái mình ghét. Đây. Mà ở đâu có sướng thì đó có khổ, ở đâu có khổ thì đó có sướng. Hai đứa này nó là hai cái mặt của một đồng tiền. Mà nó cứ quẩn quanh sướng khổ, khổ sướng như vậy thì trong cái nhận thức của một bậc đại hiền, đại trí thì đó là một sự mệt nhoài, một sự vô vị, một sự vô nghĩa, một sự vô ích, vô bổ. Còn người hạ căn độn trí thì được một tí mật ngọt thì muốn tiếp tục sinh tử. Chứ còn một người đại trí thì họ thấy cái sự lặp đi lặp lại như vậy nó sẽ chẳng dẫn về đâu hết. Và cái điều quan trọng nhất, thường trực sống trong chánh niệm và trí tuệ để thấy mọi thứ là phù du, mọi thứ là lắp ráp, mọi thứ là do duyên. Thì nếu mà thường trực sống trong nhận thức này thì sẽ có một ngày đủ duyên chứng thánh, không còn gì để nói. Còn nếu là phàm phu thì khi mà đối diện với trọng bệnh nan y, đối diện với giây phút cận tử, lòng sẽ thanh thản, nghĩ rằng mọi thứ nó đang từ trong tình trạng này sang một tình trạng khác thôi. Chết không phải là chấm hết, mà chết là sự bắt đầu, bắt đầu sang một cái mới. Và chết mơ đến bao giờ chưa có đủ duyên chứng thánh thì cái hành trình sanh tử ấy, cái lộ trình trầm luân ấy vẫn tiếp tục kéo dài cho đến vô tận. Cho nên cái bài kinh này nội dung nói cái gì, chúng ta phải nói rằng đây, cái bài kinh này và những bài kinh tương tự như vậy, đó là những một loạt kinh, mở tương ứng bộ kinh ra xem cái phẩm gọi là phẩm sáu xứ không, thì bắt đầu cái hai cái chương cuối của phẩm này đó là phẩm không thuyết, phẩm không thuyết và phẩm vô vi. Thì cái loạt kinh này nè được xem là nguyên bản, là nguồn gốc, là căn cội, là duyên do cho cái câu ở trong kinh Kim Cang bắt truyền đó: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, cầu ngã thị năng thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Tìm đến Phật mà tìm thông qua hình ảnh, thông qua âm thanh mà không biết gì ngoài ra nữa thì đó chính là tà đạo, không có thể thấy được Thế Tôn nha. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái loạt kinh này nè chính là nguồn gốc, là duyên do của bốn câu đó trong kinh Kim Cang. Bằng chứng các vị mở ra xem là trong đây có nói rằng bà Kê Ma bà dạy cho vua đó, và nói nếu ai mà đi tìm Như Lai qua cái hình danh sắc tướng, tìm Như Lai qua sắc thọ tưởng hành thức thì người đó chỉ hoài công thất vọng thôi. Vì cái gọi là Như Lai hay gọi là chúng sinh cũng chỉ là một khối tổng hợp được lắp ráp bởi vô số thành tố. Rồi khi duyên đủ thì có mặt, mà duyên hết thì tất cả tiêu tan. Này, nhớ nha, nhớ cả đó. Và một người hiểu được như vậy thì họ sẽ không còn thắc mắc là một người ai đó chết rồi sẽ đi về đâu. Giống như câu chuyện thiền mà tôi vẫn kể rất là nhiều lần. Có người cũng đến hỏi vị thiền sư, con muốn biết mình tu tập như vậy, rồi cuối cùng mình chết rồi mình sẽ đi về đâu. Thì vị thiền sư kêu ông này thắp lên một ngọn nến. Ông này ông thắp xong rồi nghe vị thiền sư kêu ông thổi đi. Thì ông thổi, thì vị thiền sư mới hỏi: trước khi ông thắp nến thì ngọn lửa nó ở đâu? Bây giờ ông thổi rồi, thổi nó tắt rồi, thì cái ngọn lửa của ngọn nến nó đi về đâu? Thì ông kia ông hiểu. Ông nói là thì duyên đủ duyên thì cái ngọn lửa trên ngọn nến nó xuất hiện, mà cũng do duyên tác động mà lửa trên ngọn nến nó mất đi, thì ngày nó cũng vậy. Cái thân thể, cái hình hài, tâm tư, tình cảm, cảm xúc, buồn vui, thiện ác của ông do duyên mà nó có. Rồi mỗi người bằng cái giả niệm, bằng cái vọng tưởng gọi cái hình hài, tâm tư đó là ông A, ông B, ông C, ông F, phải không? Nhưng mà khi mà cái duyên đó nó mãn rồi thì cái đống thịt đó người ta kêu là cái xác, chứ người ta không còn bận tâm cái tên nữa.
thì người thân mình tiếp tục gọi tên, gọi đây là xác của ba tôi, của ông nội tôi, của má tôi, không. Chứ còn mà trong cái nhìn của đại chúng đó, thì lúc giờ cái tên nó không quan trọng, chỉ gọi đây là cái xác. Cái vị nghĩ của có đúng không? Khi mà mình đã tắt thở rồi cái gì cũng xong. Và thậm chí khi mà đốt ra tro, đừng có gắn cái tên vào trong đó, thì trời biết cái đó là tro của ai. Bởi vì tro nào cũng giống tro nào thôi, không. Mà còn hũ tro là khác. Tới lúc mình đem mình rải ra đất, thả xuống biển thì rồi xong. Ai cũng giống như ai, không còn có một chút gì gọi là riêng tư ở đây hết, không. Một người cùi hủi, không, hay là một hoa hậu tuyệt mỹ, khi mà đem ra nghiền nát 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần, 1.000.000 lần, thì lúc bây giờ cái gọi là cùi hủi hay là hoa hậu nó giống nhau y chang, giống như người ta quết chả vậy đó. Quen đem quết thì đứa nào như đứa nào thôi. Mà khi mà cái vỏ ngoài nó còn nguyên vẹn thì mình còn thấy đây là đẹp, là xấu, là già, là trẻ, là nam, là nữ, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen, không? Chứ còn khi mà gọi là chia chẻ đến tận cùng ấy thì tất cả trở về với cái không, trở về với cái sự vô thường, trở về với cái bản chất căn bản của nó. Đất, nguyên cái thân xác vậy, đất nó chỉ là cứng, lạnh, nước chỉ là sự ngưng tụ và kết dính. À, còn lửa chỉ là nhiệt độ nóng lạnh, và gió chỉ là sự xê dịch di động áp suất, chỉ vậy thôi, chứ không có gì hết. Còn cái gọi là tâm á, thì chỉ là thiện ác buồn vui, chứ không có gì hết. Thì những cái thành tố này cộng lại nó làm nên cái gọi là chúng sinh. Và cái mà trong bài kinh này còn có một cái điểm sâu nữa, chứ có hai điểm chúng ta cần phải lưu ý, đó là nói về Thế Tôn. Đúng, Thế Tôn nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung này là cái kết tinh của một cái quá trình tu tập từ vô lượng kiếp máu lệ mà vừa bị Bồ Tát đổ ra để mà đổi lấy cái Phật quả, thì mình là không thể tính đếm cân đo đong lường, không. Nhưng mà khi thành Phật rồi, dù là một đối tượng khả kính, nhưng mà nếu mình nói rốt ráo đó thì cũng vẫn là một khối tổng hợp của những pháp lành, của những hạnh lành, của những công đức đời trước. Đấy. Còn đối với chúng sinh cũng vậy, dầu đó là cái loài sa đọa hay là ông hoàng bà chúa, cũng chỉ là một khối tổng hợp phù du lắp ráp do duyên mà có. Đó là cái gạch đầu dòng nhất. Cái gạch đầu dòng thứ hai đó là niết ở đây bài kinh này bàn về cái chữ niết bàn. Đấy. Cái ý nghĩa về niết bàn là một cái vấn đề trừu tượng mà rất là khó hiểu và rất khó được chấp nhận. Khó lắm. Các vị đọc dùm một cái loạt kinh tiếp theo, đọc dùm cái loạt kinh tiếp theo mới thấy. Loạt kinh tiếp theo khi ngài Mahakotita là đệ nhất về vô ngại trí. Vấn đạo ngài Sariputta là vô ngại và là đệ nhất về trí tuệ. Hai vị đều là đệ nhất hết. Thì ngài Kotita hỏi ngài Sariputta vì đâu mà một vị thánh đệ tử không có những cái thắc mắc vớ vẩn về bản thân mình, về cái gọi là bản ngã tôi của tôi, về cái gọi là niết bàn. Niết bàn là gì? Và tìm đủ cách gán ghép, lắp ráp kỷ niệm tôi vào trong đó. Tôi tu hành, tôi đắc đạo, tôi chứng niết bàn, niết bàn là của tôi. Cái đó là cái suy nghĩ của phàm phu, với bậc thánh không có như vậy. Bậc thánh là người hiểu niết bàn là gì, và càng không có cái vọng niệm vọng chấp như vậy. Tại sao vậy? Thì ngài sẽ phát ngài trả lời một loạt kinh rất là đặc biệt. Ở trong Kalama 4 mình sẽ có bài kinh, sẽ có cái loạt kinh này, không? Thì ngài nói vắn tắt cái này: một cái người mà không còn tha thiết trong hiện hữu, trong sở hữu, trong hưởng thụ ở bất cứ một cái đối tượng nào, không tự tìm đến một điểm tựa nào để mà tham chấp dính mắc, thì cái người đó mới có cơ hội hiểu niết bàn là cái gì. Niết bàn là mình nhìn cứ ôm lại cái giáo lý tứ đế. Chuyện đầu tiên, tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Mọi hiện hữu, chữ này tôi gạch dưới nha, bằng mực đỏ. Mọi hiện hữu, dầu đó là sự có mặt của một vị Phật tổ, hay là sự có mặt của một cái chiếc lá, một ngọn cỏ, thì tất cả mọi hiện hữu trên đời này đều là khổ. Sự thật này cái đó là một sự thật. Sự thật này có cái tên gọi là khổ đế, nhớ nha. Và khổ ở đây nó có hai nghĩa: khổ cảm giác và khổ bản chất.
khổ cảm giác có nghĩa là những là cái chữ khổ mà hiểu từ nghĩa dân gian đó, cái gì mà làm cho thân tâm này khó chịu, cái gì mà nó hành hạ cái hồn cái xác của mình đó, thì cái đó gọi là khổ. Khổ khổ hiểu từ cái nghĩa nôm na thế tục đời thường đó, gọi là khổ cảm 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 giác. Cái khổ thứ hai nó chính là khổ bản chất. Khổ bản chất nó nghĩa nó rất là rộng, rất là sâu, phải không? Có nghĩa là bất cứ cái gì mà nó phù du do duyên tạo và nó chỉ là sự lắp ráp, nó chỉ là một khối tổng hợp, thì cái đó được gọi cái bản chất phù du, cái bản chất lắp ráp, cái bản chất mà tùy duyên có mặt đó, đó. Ba cái đó, đó nó cộng lại là làm nên cái gọi là khổ của bản chất, sự bất toàn bất trắc đó được gọi là khổ, bất gọi là khổ bản chất. Còn sự bất toại nó là khổ cảm giác, nhớ nha, cái này có ba cái bất, cái bất toại đó nó là khổ của cảm giác, còn cái bất trắc bất toàn đó, nó là khổ của bản chất. Thì cái chuyện đầu tiên mình phải hiểu rằng mọi thứ ở đời đều là khổ hết. Ví dụ như như nói chúng sanh khổ mình còn hiểu, còn nói cây cỏ đất đá mình cũng hiểu, mình hiểu, hiểu nó khổ là khổ làm sao, phải hiểu khổ đây không phải là khổ cảm giác mà nó chính là cái hệ nó khổ ở đây, hiểu thì cái nghĩa nó là phù du. Cái chữ đúc khá là có hai nghĩa, chữ đú là khó mà chữ khá là chịu, đú khá là khó chịu. Nhưng mà cái ở đây nó còn nghĩa nữa, đú khá là chữ đú là khó là khổ, mà chữ khá này có nghĩa là sự hiện hữu, sự tồn tại, sự trụ vững. Cái gì mà không thể trụ vững, không thể tồn tại hoài thì có được gọi là đúc khá. Nhớ nha, chữ khá nó nhiều nghĩa lắm chứ không phải chỉ có một nghĩa, nhớ nha. Cho nên cái người đầu cái đầu tiên mà mình nhận ra được sự thật rằng mọi hiện hữu là khổ, cái mọi sự có mặt chỉ là gánh nặng thôi. Cái hình hài này nó là một sự cương mang, nó là một sự gồng gánh, một sự khiêng vác này, nhớ nha, nhớ. Phải thường xuyên sống chánh niệm và trí mới thấy được cái đó, thấy rằng cái tấm thân này nó là một sự cương mang. Cái việc ngồi nghĩ coi tôi nói đúng không, cứ ngồi lâu có tự nhiên nó mỏi không, mà cái này mới ghê là vì cái cục thịt này nè, mình biết chắc chắn rằng nếu nó không có bị tai nạn, nó không bị yểu mềm, nó không có bất đắc kỳ tử, thì cục thịt này nó sẽ đi theo mình suốt mấy chục năm còn lại, mình không có chọn lựa khác. Bây giờ có bao nhiêu vấn đề ở trong cục thịt này mình phải chấp nhận hết, mình phải chấp nhận hết. Có bao nhiêu cục thịt trong cái này mình phải chấp nhận hết. Có bao nhiêu vấn đề, ví dụ như là bệnh hoạn sỏi thận bao tử tiểu đường tăng xong không, thì nó có bao nhiêu vấn đề đau nhức về bệnh gao, bệnh thận, rồi bị đau mắt, đau tai, mũi họng, bất cứ vấn đề gì của cái thân xác này là mình phải chấp nhận, phải gồng gánh cho đến bao giờ mà nó tàn đời, nó hết hết sống hết thở thì thôi. Phải thế như vậy. Bây giờ chúng ta có đẹp bằng trời đi nữa thì nó cũng phải có lúc cái đẹp nó không còn nữa, có khỏe bằng trời đi nữa, có danh tiếng, có thành công đỗ đạt cách mấy đi nữa, thì chúng ta cũng phải cùng một lúc gồng gánh hết bao nhiêu cái hệ lụy mà gắn liền với nó. Thấy phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ có đủ phước để sanh về trời thì sao ta? Hết tuổi thọ cũng rớt xuống, hết phước cũng rớt xuống. Đó là một. Thứ hai, tôi nhắc nhắc đi nhắc lại cái chuyện quan trọng này. Ai cũng nói về trời hạnh phúc, ai cũng nói mang thân người giàu có đẹp đẽ là hạnh phúc, nhưng mà nhớ hạnh phúc đó là cái gì, cái ý niệm hạnh phúc đó là chỉ là cái ý niệm, nó là giả niệm, nó là vọng niệm vọng chấp mà có. Cái hạnh phúc mà mình cái gọi là mình gọi là hạnh phúc thí dụ như do cái tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mình thấy rằng có cái gì đó là hạnh phúc, bị cái gì đó là đau khổ, do ba cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tôi biết 1000% là có những người họ xem cái sự cô quạnh lẻ loi một mình là một cực hình sợ lắm, nhưng mà tôi biết có những người họ xem cái chuyện mà tụ tập từ hai người trở lên là một cái phiền, họ sợ lắm, có thấy không, tôi thấy không, có người họ mơ có bạn bè, có con cháu, có người này người kia kế bên, khi phải sống một mình họ sợ đấy. Nhưng mà có ngược lại có những người họ chẳng những sợ đám đông mà họ sợ bạn nữa. Tôi biết, tôi bảo biết 1000% có người rồi, không lẽ tôi nói người đó là tôi thì nó hơi quá, nhưng mà gần như vậy,
rất là nhiều, có thể nói là 80% thời gian, 80% thời gian trong đời sống riêng tư của tôi, thì chỉ có 20% là tôi chặn nhớ đến một người nào đó và tôi nghĩ nếu có họ bây giờ rất là vui. Đó, chỉ có 20% thôi. Còn 80% còn lại là tôi đều sợ cái bóng dáng của người thứ hai, các bạn biết không? Có những người họ thấy sở hữu nhiều cái nhà đất, nhiều tài sản là một hạnh phúc, nhưng có những người họ thấy rằng là không nợ nần, không sở hữu là hạnh phúc, mà thấy cái đời cuộc đời mà nó được phủ đầy những chữ không là hạnh phúc. Còn nếu mà chữ không mà nó có không đều á, ví dụ như là không tiền mà nó lại đi kèm với không sức khỏe là không được, không. Chứ còn nếu mà chữ không mà nó đi cho đủ á, không tiền, không bệnh, không đói, không nợ nần, không có bận rộn, không có thương nhớ, không có hờn giận căm ghét, không có sợ hãi, không tức tối, không ghen tuông, thì được cái một nắm không, như vậy đó là hạnh phúc. Nhưng có những người nghe tới chữ không là hồn vía lên mây. Nhớ như vậy, cái gọi là hạnh phúc ở đây nó là do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào trong cảnh giới nào đó. Để ở đó mình thấy thịt sống máu tươi là món ngon và có được cái đó là hạnh phúc. Do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào cái cảnh giới gọi là ống cống cầu nhà cầu, mình thấy có được cái phân người phân động vật là hạnh phúc đấy. Thì cũng do cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào cái cảnh giới mà phải quần là áo lụa sơn trân hải vị thì mình mới thấy hạnh phúc, đúng không? Đấy, do tiền nghiệp. Để khuynh hướng tâm lý, do cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời mà mình thích mặc đẹp, thích ăn ngon, thì bây giờ mình được hai cái đó mình mới thấy sung sướng. Chỉ có biết bao nhiêu người trong cuộc đời này họ từ chối cái cơ hội ăn ngon mặc đẹp để được sống một cái cuộc đời đơn giản nghèo khó. Có, tôi biết có những người họ từ chối, chứ không phải họ có, không phải họ không thể có, mà họ từ chối cái ăn ngon mặc đẹp. Còn có những người là họ đi tìm cái ăn ngon mặc đẹp. Như vậy đó là khuynh hướng tâm lý. Và cái thứ ba là môi trường sống. Mình thường sống bên cạnh ai, mình thường tiếp xúc với gọi là sách báo nào đó, thì chính cái môi trường đó, đó nó mới làm cho mình thích hay ghét cái gì. Ngày xưa mình đâu có thích tranh lập thể, tranh trừu tượng, bây giờ mình là thích. Ngày xưa mình đâu có biết nghe opera, ngày xưa mình đâu có biết nghe giao hưởng, bây giờ mình biết nghe. Ngày xưa nó mình không có thích những cái gam màu tối, màu nhẹ, màu nhu nhã, còn bây giờ thì do mình tiếp xúc với ai đó trình độ học tập cao hơn, thì bây giờ mình thích cái gì nó đơn giản, cái màu nhẹ, những cái tông màu trầm lắng sâu nhạt. Còn ngày xưa mình cải lương, mình thích cái gì phải sặc sỡ, lòe loẹt, diêm dúa, màu mè, thấy không? Đó là do môi trường, không? Do môi trường. Chẳng hạn như bây giờ nó có cái mấy cái trường phái mà Zen, Zen Art, không? Mình thấy từ cái bàn tủ giường ghế furniture, rồi tới cái interior mấy cái trang trí nội thất, rồi cái landscape mấy phong cảnh ngoài vườn, mình thấy cái phong cách thiền giờ nó đang lan tỏa. Thì chính cái môi trường đó trên cái thế giới phẳng của internet nó đã làm thay đổi cái thẩm mỹ, cái mỹ quan của rất là nhiều người trên cái hành tinh này. Điều đó cho thấy rằng cái gọi là môi trường rất là quan trọng. Thì tổng chi mình có ba thứ, đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Ba cái này là nó mới làm cho mình thấy thích cái gì và ghét cái gì, và từ cái thích ghét đó nó mới dẫn đến chuyện hạnh phúc và đau khổ. Có được cái mình thích đó, thì nó là hạnh phúc, mà gánh chịu cái mình ghét gọi là nó đau khổ. Khi hiểu rốt ráo như vậy thì mình mới hiểu rằng cái gọi là cá thể cá nhân nó chỉ là đồ lắp ráp thôi. Mà khi hiểu nó là lắp ráp, hiểu nó là phù du, thì lúc bây giờ khi mình nghĩ về Thế Tôn, tôn kính thì tôn kính, nhưng hiểu đó là một khối tổng hợp của những đức lành thôi. Còn nghĩ về tất cả chúng sinh và vô mình, chỉ hiểu đó là một khối tổng hợp của những phiền não thôi. Mình hiểu như vậy. Hiểu như vậy nên đối Thế Tôn mình tôn kính, nhưng mà mình không có gọi là bám chấp vào đó bằng ý niệm sai lầm. Và ngược lại chúng sinh cũng vậy. Mình biết đó là đồ ráp, đó là do duyên mà có, đó là phù du, thì cái thương, khi nào thương được thì thương, còn không thì buông. Thương được thì thương, tức là trí tuệ, là từ bi, mà hãy buông được thì buông, đó là trí tuệ. Tức là nhìn về đời bằng cái nhận thức của từ bi và trí tuệ. Thương được thì thương, buông được thì buông, chứ không có cái thứ ba. Còn phàm phu mình đó thì không, nắm được thì nắm, dính được thì dính. Rõ ràng có đúng phàm phu mình á, nắm được thì nắm, dính được thì dính.
Thì cái dính ở đây, nắm ở đây nó có hai nghĩa. Mình thích cái gì đó cũng là một cách nắm, một cách dính. Mà mình ghét cái gì đó cũng là một cách nắm, một cách dính. Nhớ nha, nhớ nha. Cái đó có. Nhưng họ không có tin. Họ nói không, tôi ghét mà sao mà gọi là dính. Dính. Bằng chứng là nó thấy cái kẻ mình thù á, nó theo mình vào tận giấc ngủ luôn quý vị. Hoặc tiếng ồn, hoặc là một cái mùi hôi nào đó mà chưa giải quyết được, đó là nó theo mình vào tận còn ngủ, cái bực lắm. Một trong những cái bực nhỏ nhỏ của tôi đó, đó là tôi sợ cái tiếng đồng hồ đó. Tôi ngủ cạnh cái lộ xe chạy tôi không khó chịu, tôi ngủ cạnh thác nước tôi không khó chịu. Mà tôi ngán nhất là nằm ngủ kế bên cái chỗ mà ta hát karaoke á, Việt Nam kêu karaoke đó. Hoặc là tôi nằm ngủ bên cạnh cái đồng hồ tường mà nó kêu hơi lớn, khó chịu lắm. Mà khi khó chịu như vậy đó, cái tâm tôi nó dính chặt vào cái khó chịu đó, cứ cọc cạch cọc cạch. Hoặc là nó hát karaoke, nó hát hay dở chưa biết, mà đại khái đã hát karaoke là toàn là cái dân rống không, rống không, là chịu không nổi đó, chịu không nổi đó. Mà khi mình ghét cái gì thì nó khắn vô đầu của mình, đó cũng là một cách dính. Còn mình thích cái gì nó cũng khắn vô đầu của mình, đó cũng là một cách dính. Nhưng khi mình hiểu được mọi thứ nó chỉ là hình xương bóng khối, thì không có gì để nắm, cũng không có gì để xô đẩy. Này, mà toàn bộ đời sống của chúng sinh ấy, là tôi nói hoài, nó giống như cái cánh cửa của Mỹ vậy đó. Cái cánh cửa siêu của Mỹ đó, nó để hai cái chữ, chữ pull và chữ push, kéo vào và đẩy ra. Thì đời toàn bộ đời sống của chúng sinh cũng vậy, chỉ có kéo vào và đẩy ra. Còn cái nào mình thích thì mình kéo vào, cái nào mình ghét mình đẩy ra, giống như con nít vậy. Cái nào nó ăn được thì nó cầm một lúc hai ba tay nhồm nhòm, còn cái nào mà nó không thích thì nó nhè ra rồi nó liền, nó quăng, nó vất bất kể sạch dơ không. Thì phàm phu mình cũng vậy, hay cái gì mình thích thì bằng mọi giá mình nạp vào, mà cái nào mình ghét thì mình được cách mình đẩy ra, mình tống khứ, mình trốn chạy đó. Đấy, thì cái đời sống của mình như vậy, mình không hiểu được niết bàn là cái gì. Niết bàn là hồi nãy tôi nói bốn sự thật. Sự thật thứ nhất, mọi hiện hữu là khổ. Cái sự thật thứ hai, đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Cái sự thật thứ ba, đó là niết bàn. Niết bàn là sự vắng mặt của mọi cái khổ và của mọi đam mê trong cái khổ. Còn phàm phu mình á, khi mình chưa chứng sơ quả tu đầu quần á, thì nếu mình chưa biết đạo á, thì mình cái chữ khổ mình hiểu thì nghĩa rất là nghèo, không? Còn mà tới lúc biết đạo rồi thì hiểu sâu hơn chút, nhưng mà hiểu là hiểu vị thôi, chứ mình vẫn lén lén, mình thích cái này thích cái kia. Mà hãy có thích thì nó lén lén, nó có cái ghét này có ghét cái kia. Thích ấm thì kiểu như nó ghét lạnh, thích êm mịn thì nó ghét cái gì thô nhám, thích ngon thì ghét cái gì không ngon, thích ấm thì ghét cái gì lạnh, thích mát thì ghét cái gì nực, cứ luôn luôn hễ có thích thì nó sẽ ghét cái ngược lại. Cho nên là vị đó thấy rằng hễ mọi hiện hữu là khổ thì vị đó không còn thích không còn ghét. Vì cái gì thì trên đời này không có cái ngọt và đắng, cái sướng và khổ nó đều là khổ. Hiểu về nghĩa sâu sướng, nghe cái câu này khó hiểu nè, sướng và khổ đều là khổ, bởi vì khổ có hai nghĩa, khổ cảm giác và khổ của bản chất. Thì vì đã hiểu như vậy nên trừ được cái tập đế, nghĩa là không còn tiếp tục thích trong khổ nữa. Thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và khi mà nghĩ về niết bàn đó, thì vị đó không có hướng về niết bàn bằng cái ý niệm tham ái như là một kẻ phàm phu. Wow, cái này mới khó. Khó là khó chỗ này. Khi mà mình thấy cái thân tâm này, cái hiện hữu này nó là phù du, nó là đáng chán, thì mình chỉ hướng đến cái sự chấm dứt, sự kết thúc đó thôi, chứ mình không có đi gắn lên cái đó một cái gì ghê gớm. Ví dụ như bây giờ mình ở trong nhà cầu, nó hôi quá, nó khai quá, khó ngửi quá, thì mình chỉ nghĩ đến cái chuyện đi ra khỏi nhà cầu đó thôi, chứ mình không nghĩ nhiều là bên ngoài nó ra làm sao. Hoặc là bây giờ mình bị ở tù, thì cái chuyện đầu tiên là mình muốn ra khỏi tù, thì mình có chuyện ra tù nó quan trọng, ra ngoài sao cũng được hết, sao cũng được, miễn là nó không có tiếp tục bị giam cầm, bị xiềng xích, bị chặt chội, bị tù túng, bị sợ hãi như thế này nữa. Đó, cái điều quan trọng là chỗ đó. Và ở đây cái hiểu một cách nên hôm nay biết bằng là sự chấp nhất của mọi hiện hữu, của mọi niềm đam mê trong các khổ nha. Chỉ vậy thôi.
Thì như nhiều lần mà rất nhiều lần tôi nói cách nhìn với bạn là cứ ghi nhận rằng thân tâm này luôn luôn diễn ra trong cái sự nặng nề đau khổ, và niết bàn là sự vắng mặt của cái nặng nề này. Cứ ghi nhận như vậy thôi. Mỗi lần hờn giận tức tối sợ hãi sợ chuột sợ ma sợ gián, giận người này ghét người kia, cơ thể đau đớn thì cứ nhớ cứu cánh với bạn không có cái này nữa, cứu cánh với bạn không có cái này nữa. Cái này, cái sự khổ này nó kéo dài nhiều lắm là 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc là một đời người, nhưng mà niết bàn là không có thời gian. Cứ nhớ nhiều lắm, bởi vì nó có cái gì đâu mà nó lệ thuộc thời gian đây. Mà còn như mình nhớ, niết bàn không phải là hư hư vô, nhớ nha, niết bàn phải là nothing, niết bàn phải là empty, phải là vacant, không phải. Mà niết bàn là một cái trạng thái mà chỉ có cái bậc thánh tu đầu quần trở lên người ta mới hiểu. Nhưng mà phàm phu mình cũng có quyền mình biết cái cứu cánh hướng đến nó là cái gì chứ. Thì muốn hiểu được cứu cánh là mình chỉ cần nhớ lại hai cái sự thật trước: mọi hiện hữu là khổ, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ, chính niềm đam mê ấy lại tạo tạo ra cái khổ khác. Nhớ nhiều rồi, nhớ câu thần chú đó: mọi hiện hữu là khổ, nên thích cái gì cũng là thích trong khổ, thích trong khổ có nghĩa là đầu tư thêm khổ khác, thích trong dục thì quay lại cõi dục, thích trong thiền thì sẽ lê về cõi thiền, mãn thọ ở cõi thiền trở về cõi dục. Và cái này mới quan trọng nè, đừng có nghe nó được về cõi dục rồi tưởng là về cõi dục tiếp tục hưởng thụ sắc thinh khí vị xúc. No. Đa phần 99% tâm ác nhiều hơn tâm thiện trong cái khuynh hướng của chúng sinh đấy. Cho nên hãy khi quay trở lại cõi dục thì đây chính là môi trường rất là tốt để chúng ta tha hồ và trải nghiệm. Ở trên các cái cõi dục thiên phạm thiên thì nó không phải là cái nơi chốn thích hợp để mà chúng ta trải nghiệm như là cái cõi dục giới, gồm có cái thân phận của ngạ quỷ, địa ngục, Atula, nhân loại. Giờ nói gọn lại là trong thân phận của một con thú, một con động vật cấp thấp, trong thân phận của một con người, thì đây chính là cơ hội tốt nhất để mà chúng ta trải án đấy. Tức là phiền não, mình sống nhiều bằng phiền não đúng không, sống nhiều phiền não, cho nên khi mang thân người thân thú bị đánh đập, bị sợ hãi, bị đau đớn, tôi nói hoài bây giờ chúng ta có là ai đi nữa, đẹp cách mấy giàu cách mấy, nhưng mà cái cơ hội mà làm bò làm heo cực lớn, vô cùng lớn nha. Tôi nhắc lại, bây giờ các vị đang đẹp, đang giàu cách mấy, đang có mấy cái nhà bên Phú Mỹ Hưng, có hàng chục mẫu đất ở trên Đà Lạt, Vũng Tàu, giàu như vậy, có hai ba bằng tiến sĩ, nói cả chục thứ tiếng. Đó. Giới showbiz là ai gặp mình cũng phải cúi đầu, ai giới ngay cả giới cầm quyền gặp mặt mình cũng phải nể mặt, đa phần cuộc đời như vậy tôi cho là viên mãn ấy. Vậy mà cái cơ hội làm heo làm bò cực lớn, chỉ cần tắt thở một cái rồi thì sẽ đi vào hai cảnh giới. Cái chuyện đó không có gì khó, mà tại sao tôi chọn hai con đó là bởi vì mỗi lần tôi nghĩ tới hai con đó tôi thấy ngán, thì con nào cũng chết hết trơn, nhưng mà hai con đó rất là dễ sợ, cái thân phận của hai con đó rất dễ sợ. Các vị biết cái lò mổ, cái chỗ mà cung cấp thức ăn, kiểu cung cấp thịt tươi, rồi cứ 3-4 giờ sáng nó lùa heo với bò, nó lùa vô trong cái chỗ giết. Ở mấy xứ mà về chậm tiếng như Việt Nam thì nó giết bằng cách nó nện búa, hay là nó chích điện, hay là heo thì nó thọc huyết cắt cổ. Lấy chậu hứng máu, còn mấy xứ văn minh đó thì nó chích điện. Cứ tới khoảng 3-4 giờ sáng nó lùa vô trong cái chỗ lò mổ, nó chích điện, chích xong rồi cũng máy móc, tự máy móc nó xẻ thịt chứ không phải người xẻ, mà máy móc nó xẻ rồi nó đau đớn. Dĩ nhiên mình phải hiểu ngầm là làm gì có thuốc tê, làm gì có thuốc mê, cái đó mình phải hiểu ngầm nha, chứ còn hả kể ra tao thấy ớn không. Cứ 3-4 ngày sáng là đang ngon giấc vậy đó, thơm tho mát lạnh không, còn mình bị lùa vô cái chỗ lò mổ đấy thì chắc chắn là không có thuốc tê rồi, chắc chắn là không có gây mê. Mà mình nhổ răng á, mình trám răng, mình clean răng, mình làm sạch răng mà không có thuốc tê là mình đã chết lên chết xuống rồi. Còn đằng này á, là mình lấy mấy con dao và nó điều khiển bằng điện,
nó đi ngang cơ thể mình như thế. Rồi bây giờ mình nên có miếng gói miếng thịt tươi mình ăn, đúng không? Này, cho nên là nói gì thì nói, chỉ trên nền thì chỉ có cái vị mà đi khất thực thì mới tùy duyên trong cái ăn uống thôi. Chứ nếu một cái người không phải sống bằng cái hạnh khất thực, tôi nhắc lại, mọi người không có sống bằng hạnh khất thực, không, thì có lẽ ăn chay tốt. Vì cứ nhớ thân phận của mấy cái loài cứ ghê quá đi, cứ 3-4 giờ sáng mà nó lùa rồi đó. Cho nên một cái người mà hiểu đạo họ thấy rằng là cái thiện cái ác bản thân nó đã là phù du. Đấy, phù du là phù du như vậy đó, tức là khổ cách mấy thì cũng có lúc nó hết, mà sướng cách mấy cũng có lúc nó hết. Mà vì sống nhiều với phiền não cho nên cái khổ nhiều hơn cái vui. Cái khổ này nó hết đúng, nhưng nó là lắp vô cái khổ khác. Còn cái vui nào cũng vô thường, nhưng mà nó khổ một chỗ đó là cái vui nó hết rồi, chưa chắc có vui khác. Bởi vì sao? Vì cái thiện mình ít quá. Nha, nghe kỹ nha. Khổ vui đều phù du, nhưng mà cái khổ này nó hết, tại khổ khác nó lắp vô liền. Tại sao? Vì cái mình trả cái nghiệp xấu quá khứ, mình sống bất thiện nhiều quá. Còn cái vui nào cũng vô thường, nhưng mà nó khổ chỗ khi nó vô thường rồi á, thì khó có cái thiện khác, là cái khó cái niềm vui khác nó lắp vô. Bởi vì sao? Vì là mình sống bất tự sống thiện nhiều, sống bất thiện nhiều quá, cho nên cái sướng này nó sẽ mất, nhưng mà chưa chắc có cái sướng khác nó lắp vô. Mà cái khổ này nó mất thì chắc chắn là sẽ có cái khổ khác nó lắp vô. Và vì sao? Vì bản chất của chúng sinh là bất thiện. Cho nên tôi có nói chuyện đó là đời là biển khổ là vì 3 lý do. Mấy cái này phải ghi nha, phải cái ghi. Một là mọi thứ đó đều là vô thường, nó không có bệnh. Đó là lý do thứ nhất mà mọi thứ được gọi là khổ. Thứ hai là do cái ác nghiệp, cái bất thiện của mình nó nhiều quá, cho nên trong cuộc đời này đi đâu cũng thấy máu lệ nhiều hơn là hoa hồng. Thứ ba là cái tha má chúng sanh là bất tận, là không đáy,